Lễ vinh danh top 100 phong cách doanh nhân 2015 đã được tổ chức trang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khoảng 500 doanh nhân trong và ngoài nước tham dự. Đây là giải thưởng uy tín thường niên do ấn phẩm phong cách doanh nhân, câu lạc bộ phong cách doanh nhân, mạng cộng đồng doanh nhân bstyle.vn phối hợp cùng mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế tổ chức dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Với mục đích tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu trong và ngoài nước có thành tích tốt, có đóng góp cho xã hội, qua 6 năm, giải thưởng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ chương trình lễ vinh danh top 100 phong cách doanh nhân 2015-2016, như mọi năm, sẽ diễn ra một diễn đàn mở để các doanh nhân cùng giao lưu, trao đổi những vấn đề nóng trong kinh doanh. Diễn đàn phong cách doanh nhân năm nay, ban tổ chức sẽ khai thác hai chủ đề: cơ hội đầu tư cho tương lai và tư duy triệu phú trẻ, với sự tham gia của các doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước.